Ngày 12 tháng 4 vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đưa vào hoạt động 10 chiếc xe buýt có quảng cáo ở bên hông xe. Theo đó, 10 chiếc xe buýt này sẽ chạy tuyến số 27 tức Bến Thành An Sương và tuyến số 45 đi từ Bến Xe Quận 8, Bến Thành, Bến Xe Miền Đông. Sẽ có 10 tuyến xe buýt với 171 xe có quảng cáo sẽ được đưa vào hoạt động. Theo Sở Giao thông Vận tải, sau thời gian thí điểm, Sở sẽ họp rút kinh nghiệm và quảng cáo đại trà trên toàn hệ thống xe buýt của thành phố. Dự kiến chi phí thu lại từ hoạt động này khoảng 170 tỷ đồng một năm.